chuyện gì đó quản đệ. Dạ thưa đại ca, dạ có ông Tiêu đến. Ủa ông Tiêu nào vậy thằng sao? Thì ông Tiêu tử thế đó. À vậy à, chư hiền đệ hãy cùng huynh ra đón tiếp Tiêu tiên sinh. Dạ kính bái Tiêu tiên sinh. Mừng Lý đại ca và tất cả anh hùng. Mời Tiêu tiên sinh. Thưa đại ca cùng chư vị anh hùng, ngày ước hẹn của chúng ta đã đến. 15 tháng này Vĩnh Thuận Dương Sơ mời lĩnh Thanh Hoàng hội yến ở Hà Nam để thực hành ý định cuồng tham. Mù thí chúa chim đoạt giang sang, nổi ứng có châu càng hậu tập mà. Cây bên là quận chúa Phi Loan, văn võ song toàn chẳng kém nam trang. Yến tiệc vui vậy để ám hại thiên nhan, phải làm cách nào tận diệt bọn tà gia. Tiên sinh hãy an tâm chứ anh hùng, tận lực bảo giá lệnh thiên nhan, non nước sẽ thanh nhàn. Viết điều đóng lên đường phiền ngài hãy chỉ ban, chúng tôi tiến sang Hà Nam làm tròn sứ mạng. Còn một điều tôi lo lắng không an, mình chưa thỏa phẩm quan làm sao có binh hùng. Chứ huynh đệ chúng ta cùng quốc cận hà, chẳng có tướng điều binh như rắn nọ không đầu. Nhờ tiểu sinh sai bảo chúng tôi hầu, tiên khí rạng lào lào xanh tứ tờ hồng mau. Dạ dạ thưa tiên sinh, đi cho hoàng minh được ca lệnh đi xuất chi tình. Một ca lưỡi muốn nghi thần, tôi sẽ nghi đập đầu quân gian hình. Cần ngỡ đùa sóng lượng, quyết sẽ chuốc đấu hùng. Ca khen lòng can đảm của anh hùng, nhưng khó dễ dùng cùng quận chúa Phi Loan. Quận chúa Phi Loan phải. Quận chúa Phi Loan tài nghệ vô song, lại có nhiều phép lạ riêng châu càng. Da thịt hắn như đồng như đá, gươm đao nào xuyên thủng được hắn ta. Nếu thế thì tan nát cả sang hà, còn một cách là phải dùng mưu trí. Mưu trí như thế nào? Trừ quận chúa Phi Loan chỉ có một nàng con gái, hiện đang đã lôi đàn thi võ chiêu phu. Phép tài nàng thừa cứu nước diệt thù, nàng tên gọi là Chu Hồng Cẩm. Thưa tiên sinh, dẫn tôi xin lướt dặm, đã lôi đài phối ngẫu cứu sang hà. Nhưng nhị ca cùng nàng ấy chẳng hiệp hòa, mà duyên tần tấn chính là Tang Đại. Hả? Là tôi à? Phải. Nghe đây, tất cả chư anh hùng đồng đến đã lôi đài, nhưng chỉ giả vờ đánh rồi nhảy xuống. Riêng Tang Đại nhớ khi giao đấu lừa thế bắt tai nàng, vì chú Hồng Cẩm có dây khổng tiên thạch, bao vật đó mới trừ được Phi Loan quận chúa. Xin tuân lệnh. Riêng châu càng tài lực vô song nhưng hảo sắc, ta phải dùng mỹ nhân kế. Điều quan trọng là không nên chọn nữ nhi, nếu là gái có chồng sẽ thất tiết với phu quân, còn qua không chủ sẽ ô danh sủ tiết. Nếu thế thì ta phải chọn ai giả dạng để làm sai đắm châu càng? Chọn nam tử hy sinh giả gái. Hay hay. Có một người giả gái chẳng thua ai, trang mảnh mai dịu dàng thư thái, miệng như hoa mắt phụng mài ngài, hài thế trang đài phơi bày lòng trung nghĩa. Tán đệ, thiếu niên tài tuân ấy là ai? Tán đệ phải kỹ ngay hoàn thành trọng trách, tìm mau đi cấp bách đến nơi rồi. Có phải là tôi không đẹp trai số nhất thì sao? Dạ giờ khẩn cấp đến nơi, nào đâu phải chuyện đùa. Dạ tôi đâu có đùa gì đâu. Tan đệ nè, đệ hãy chỉ đi đừng lo lắng ngại ngùng. Chưa tập đủ anh hùng cần giúp nước phò vua, chỉ tiếp dọc ngang trời quyết định hơn thua. Đừng ngần ngại phân vua, hãy chỉ thẳng người. Giả gái vẹn đủ mười, ở đây chỉ có nhị ca. Hả? Nhị ca? Đúng rồi. Ủa mà tại sao lại là sở đệ? Đại ca không thấy sao? Nhị ca là con trai mà mặc qua già phấn, cần giả dạng nữ nhi, trên thế chẳng ai bị. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ tôi xin hỏi chứ anh hùng,
đã có ai trông thấy tôi giả gái bao giờ chưa? Cái đó thì chưa. Chưa. Tôi thấy. Tại sao thấy? Nào thấy nào. Nằm chim bao. Trời ơi. Chứ còn tôi thì tạng mặt tam đệ giả gái. Hồi nào tôi giả gái hồi nào? Tam đệ hãy nghe tôi nhắc lại. Lúc anh bị ba nem bồ long bồ hổ bồ cầu dây bắt, dần chân anh đem nhốt ở Hoa Viên. Tấn Kinh Hồng không ngại gái thuyền quyên, cứu mạng đó nhưng phải tùng quyền thoát nạn. Giả nhi nữ cầm đèn cho Tấn Kinh Hồng xem sách, để vượt qua nguy hiểm lướt quan sông. À, à như vậy là thua rồi. Thấy không? Đúng rồi, vì Ngộ Biến phải tùng quyền và vì yêu Tấn Kinh Hồng cho nên tôi chẳng có từ nang. Lúc đó vì tình anh phải giả gái, nhưng ngay sau vì sứ mạng cứu giang sang mà anh lại làm ngang dám giao cho người khác. Anh nói thế tôi đồng ý. Lúc đó có Tấn Kinh Hồng cho tôi thay trang phục, còn hiện giờ đồ con gái ở đâu, ai lo lắng cho tôi? Đồ con gái đâu? Ai có? Ở đâu? Ai ở có? Đâu? Tôi có. Hả? Nhị ca có đồ con gái à? Người đã có cơ sao còn giống dòng trăm anh giá tay làm gì? Là nam nhân cứ sao nhiều lời, đồ nữ như cố cô Hồng. Người đã quý tâm đã lên chúa thì càng có tôi làm trò. Hồng cô nương giúp cho mừng đào bàn chân to với đôi hài. Tôi có. Chẳng mai đâu, cớ sao người có đôi hài hồng nhà. Lòng đã nghi, nói ra đi cho bao người tận thương. Cần phải hiểu có đây là hài lớn, là cô nương dáng to bằng người. Thần tôi lo giúp cho ai giờ này. Nào hiểu xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Các em à, sao nở nghi hoàng cho người dễ thương. Rồi Vinh ơi, Vinh ơi. Vinh à. Sở dân đây anh tài nam trang, các em đừng nên nông nổi làm mà mất lòng huynh đệ chi giao. Xa vào sanh tử có nhau. Đại ca ơi, có gì đâu mà binh vực, tiếp vừa vừa kẻo ức lòng em à. Đại ca, đã kết bạn nhau thì phải xem như là ruột thịt, thì phải công minh đại từ sao trước. Sao lại thương nhị ca hơn tất cả tụi này? Nè, vì nhị ca của chúng em duyên dáng đủ đầy, thông minh quán chúng cao tài. Như thế mới là xin nghe lứa vừa lâu. Thôi đi. Thôi hãy im đi, bỏ chuyện qua rồi, việc nghi nương phải dung bồi. Mau đi đã lôi đài rồi giải giá Hà Nam. Hay lắm, mời tất cả hãy vào trong xuyên võ phục đã lôi đài. Này hỡi các anh hùng hào kiệt, hãy nghe lời giao kết đá lôi đài. Nếu muốn cùng nhau đỏ sức thứ tài, cần phải hiểu rõ ràng sao trước. Điều thứ nhất cấm dùng tà thuật, điều thứ nhì không đụng đau thương. Nếu ai thắng được cô nương sẽ giao kết chung đường vàng đá. Gặp người tuổi cao tác cả, hưởng phẩm lộc gia đình. Rủi xa thế bỏ mình, chết không đền nhân mạng. Có ai không? Có ai không? Điều lệ đã đưa ra, chẳng hay ai là người xứng đáng xin mời lên giao đấu trước. Có ta đây. Ấy da. Vừa rồi nhà ngươi chưa gọi đúng đích danh của ta. Với sắc phục này, điểm đáng chú ý nhất là cái đầu trọc lóc. Nếu không phải là sư cụ thì với tôn danh thầy chùa có lẽ sẽ hợp hơn. Thôi, con nữ kia chớ nói gì đây, hãy cùng ta giao đấu. Mời.
Có ta đây. Tên gì? Trường Giác. Xin mời. Xin mời. Sao vậy? Thua rồi à? Nhà ngươi đã sai điều lệ. Đúng rồi Trương Đệ, em hãy lui ra ngay. Ở điều thứ nhất, người ta đã giao là không dùng tà thuật mà. Đại ca à, em chỉ đùa cho vui chứ đâu có hại chi nàng. Có ai nữa không? Xin mời. Có tôi. Có Sở Vân Nhi anh hùng ra quay. Kìa, Hiền Đệ, xin hãy nghe huynh khuyên đừng ra tay, để dối quên lời tiên nghi đoan của quân sư người nói hay sao. Trời cao đã sắm duyên tiền định, cho trai tài gái sắc hòa đôi, mối duyên hay là của tang đệ. Cảm ơn đại ca đã có lòng nhắc nhở, nóng máu sôi gan chút nữa đã quên rồi. Hỡi tiểu na tra, còn ngần ngại vì sao chẳng xa tay cho rõ mặt anh hùng. Muốn đánh thì đánh chứ nào có sợ chi ai. Nhà ngươi tên gì? Tiểu na tra tăng đại. Xin mời. Mời. Nhắc lên nhà huynh. Nhắc lên đàn này. Nhắc lên. Hay lắm. Ê, ông già này, ông già này, đâu đi? Trời ơi, đâu đây? Gái của tôi mà. Ủa, con gái hả? Mối với hai con trẻ tội lòng mơ, xin cho lão chỗ ngày lành mừng nghĩa tới. Dạ, con xa cha mẹ từ thuở ấu thơ, định cuộc hôn nhân xin ngỏ ý với đại ca. Dạ kính thưa chú lão gia, đã là duyên nợ mong hãy đợi một ngày mà nước non tàn cơn bình biên, cứu chúa thoát nạn bảo an cương thổ. Nay có một điều xin chú lão gia cho tiểu thơ giúp chữ anh hùng. Sức tài giải giá Hà Nam, bởi lĩnh thánh hoàng đang bị khổ nguy, tôi chỉ sợ con có sức tài hèn mọn. Ôi hèn mọn gì, hồi nãy con ông đá tôi từ trên đó rớt xuống đây đó. Cha đừng lo, con có khổn tiền thân, mong cha già hãy yên tâm. Quy qua thầy với tâm chân thành, vừa đẹp vừa tài mới toại lòng anh. Dù sao, đây cũng là việc vô cùng trọng đại. Chúng cháu xin tạm lui ra ngoài, để lão gia cùng tiểu thơ bàn kỹ lại, rồi cho chúng cháu biết sau. Thôi, chúng ta đi. Dạ, đây, đây, đây. Tang công tử, Tang công tử, xin Tang công tử hãy ở lại. Dạ, chẳng hay lão gia có điều chi dạy bảo. Từ nay hãy gọi ta là nhạc phụ. Vậy, thưa nhạc phụ. Hồng Cẩm con. Dạ. Câu tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu. Nay thân con như giang đã đông thuyền, cứ xuôi theo dòng nước mà đi. Dù sóng to gió dữ chớ, có ngược dòng bến đổ nghe con. Một giả thời chồng cho trọn đã tòng phu, nay vì non nước phải chờ đợi ngày hôn ước sánh vai, dù thế nào cũng chẳng đổi thay. Lão tình ai đau gửi con thờ dài, phải xa cha con trẻ chẳng an lòng, đừng rơi lệ ướt môi hồng. Lời dặn dò khuyên con bảo trọng, khi thân vàng ấy phải tha phương. Cha ơi, rồi đây nơi chúng giá trang
lạnh quạt nồng ai buông màn dân nước. Ai hồ cờ giữa đêm trăng sáng ngắm ánh sao khuya nơi áo sen trắng trong giường. Buồn trong nơi chốn xa xôi cha đau yếu con nào thương. Hãy an tâm cho vẫn còn tan chuyện. Con nhà võ chưa có yêu mềm mà quân tử họ cười cho cha. Nàng hãy vì dân mạng của nước non, quên tình riêng mà lo cho nghĩa ca. Ngày yên giặc ta sẽ cùng vui bên sát phao, kiểu cưới đèn qua chung phụng dưỡng cha già. Tình hẹn hò son sắc nên quên lời, chúng thủy bên nàng muôn đời. Giờ trời minh chứng đôi hồn vẫn dương tình, mơ ngày sánh vai trúng mai vào đầu. Ngày hôn lễ sắc cầm vui vai ngầu, giờ chúng dạy lo cứu chúa vì châu càng. Đem sức tài bảo vệ giang sơn, hỡi trang quân tử chứ coi thường hồng nhan. Đừng nên ỷ lại nghe nàng, mời chàng xem thử khôn tiên thần xa hoài. Hồ biến Hồng Cẩm à, Hồng Cẩm à, thả anh ra đi Hồng Cẩm. Không, trời ơi, thả anh ra đi mà. Không thả. Trời ơi, cha ơi, cha ơi, cứu con cha ơi. Coi kìa, cái chuyện gì đó. Hồng Cẩm con, cha ơi đi có một chút xíu mà con đang hiếp chồng con rồi à. Cha ơi, con nào dám ăn hiếp chàng đâu, tại chàng thách con cho nên con thử chứ bộ à. Trời ơi, thả anh ra đi chứ bộ trói hoài sao. Hồng Cẩm. Cha, dạ. Cha năn nỉ giùm con đi cha. Hồng Cẩm con, thả dạ. chồng con ra đi. Cha, chưa chi đã binh rồi hả? Nè, tôi nể lời cha đó nha. Đứng ngay ngắn đàng hoàng đi rồi tôi thả. Khổng tiên thần thô. Vợ tôi tài quá, vợ tôi hay quá. Được rồi, đi. Ê, đi đâu? Đi mê hoặc châu càng chứ đi đâu. Trời ơi, anh nói chuyện vậy mà đòi đi mê hoặc châu càng. Sao ạ? Cái hơi đó là hơi nam giới, làm sao mà mê hoặc châu càng được. Ê, chứ chị đàn bà phụ nữ giọng nói ồ ề đó sao? Ơ, thì tại vì tôi bể hơi á, chứ nếu mà tôi không bể hơi là tôi đi mê hoặc châu càng rồi. Ê, hãy cho bà đi à. Ờ, thích đi thì cứ đi chứ ai. Nhưng mà ai cho bà đi? Ông làm gì ông cảm cảm tôi. Tôi là chồng bà mà. Ông là chồng Quỳ, Quỳ ơi.
quên, mình quên. Xin lỗi Quỳ ngang, đừng có ghen nha. Tưởng là mình chưa chồng quên quá. Thôi, đủ rồi. Trời ơi, hai người không có nể nang tôi xíu nào hết trơn hết trọi. Dù sao tôi cũng là tam ca của mấy người. Tôi đứng ngay giữa hai người, có mổ qua mổ lại rổ mặt tôi sao? Xin lỗi mà sao khó quá à. Thôi được rồi, đi. Đi đâu? Đi mê quạt cháu càng đi đâu. Trời ơi, cái tướng đi như vậy mà mê quạt cháu càng gì được, không biết mà. Đúng rồi, con gái đi là phải hẻo lã. Đi gì đó mà cứng nhắc rồi mà mê quạt. Nãy giờ là tôi đùa với hai vị đó thôi. Đây nè, sao? Coi tang đãi trổ tài nè. Nào, trời ơi đi còn chịu hơn em nữa. Tam ca, trời ơi, đàn bà con gái gì mà đi thì được rồi đó. Vì sao ạ? Mà con mắt thì cà chốt kỳ lắm, không được. Trời ơi, bởi vậy anh không có biết gì hết trơn hết trọi á. Bởi vậy mới lấy nhầm bà vợ xấu quắc à. Trời ơi, không hiểu gì hết trơn. Biết cái đó là cái gì không? Cái gì? Cái đó người ta kêu là đá lông nheo. Đá lông nheo. Ngộ ha. Đá lại coi. Hay không? Bây giờ được rồi phải không? Được rồi. Xem tăng đại trổ tài đây nha. Đại ca ơi. Ơi. Tàu tàu ơi. Ơi. Đây là chỗ nào mà đẹp ghê vậy đó? Ở đây là hồ Hoa Đăng đó. Gì hả? Hồ Hoa Đăng đó tiểu muội. Chóng mặt quá. Cái gì vậy? Đại ca ơi, tàu tàu ơi. Ôi, cái ông này ông là ai mà ông sao ông đẹp trai quá à? Em không biết ông hả? Ông là Tiểu Thiên Tế. Đó là cháu càng đó. Tiểu Thiên Tuế hả? Thôi mình đi nha, đi về đi. Đứng lại. Nhà kia, nhà đi đâu đó? Dạ em, dạ em đi xem mấy cái lồng đèn. Dạ xem mấy cái lồng đèn. Xem lồng đèn. Dạ. Tiểu Thiên Tuế cho mời nàng vào. Đại ca ơi, tàu tàu ơi. Hả? Em sao vậy? Em sợ quá. Nè, ổng kêu vào mà không vào á là đứt đầu á. Vậy hả? Vào đi. Vào với em nghe. Bình tĩnh. Dạ, em tên là Tô Tiểu Hương, xin ra mắt Tiểu Thiên Tuế à. Ta miễn lễ, người đẹp với bình thân. Đội Hương Thiên Tuế. Người đẹp. Dạ. Nghe ta hỏi, nàng tên gọi là gì? Dạ, em đã nói rồi, em tên là Tiểu Hương. Ô Tiểu Hương. Ôi. Người đẹp mà tên cũng còn hai người này. Dạ. Dạ đây là đại ca và tẩu tẩu của em đó. Dạ em là em của ảnh. Chị của nó. Dạ. Em là anh của nó. Dạ. Như vậy hai người này là anh vợ chị vợ sao? Quân. Dạ. Hai người này vào tiếp đãi anh chị vợ ta tử tế như chưa? Mời ông bà theo tôi. Dạ. Bà, nè, chút xíu nhớ nhắc đốt. Ông này kỳ quá à. Thôi, hai vợ chồng mình đi coi đốt pháo bông. Pháo bông.
tướng quân nguồn càng để cho ấm tâm hồn. Thương mẹ nồng được ngắm tên. Uống nè, uống nè. Cho ngất ngây thiết đẹp lòng. Trai anh tài sáng duyên nhan hồng cho thỏa lòng. Thắm cuộc tình tôi ta kết tóc tơ. Vui hôm nay từng loan sánh đôi. Gặp ý thơ, đẹp tình trước mai. Hay lắm mỹ nhân đó. Chóng mặt em. Dạ, quận chúa Phi Loan xin bái kiến hoàng huynh. Uống đi trong làng. Uống uống mà. Dạ, quận chúa Phi Loan xin bái kiến hoàng huynh. Để em rót thêm cho chàng nha. Rót đi, rót đi. Giỏi ghê vậy đó. Dạ, quận chúa Phi Loan xin bái kiến hoàng huynh. Châu Lan ơi, ơi, có ai tìm chàng kia? Ai? Ai mà lấy nhái bên tai vậy? Ai? Em là quận chúa Phi Loan. Hả? Cô Út hả? Phi Loan hiền muội, em đến bao giờ? Đến từ lúc anh đang vui say trà rượu, ngửa nghiêng cười lời lạ với mỹ nhân. Hả? Anh đã vội quên đi sự mạng với phụ thân và dứt bỏ thăm ân cùng hiền muội. Phi Loan, Châu Lan ơi. Ơi, người con gái này là ai mà hung dữ quá chừng hả? Em anh đó. Mới gặp tiếp lần đầu mà trần lý hỗn hào vô lễ, làm như là muốn ăn tươi nuốt sống thần tiếp vậy đó. Ơi, tiếp sợ quá. Nín đi, nín đi. Nín đi tình nương ơi. Được, được, để đi cho anh. Phi Loan hiền muội. Dạ. Sự mạng anh đã làm xong. Sao? Em chớ vội lo âu. Hãy về đi. Để cho anh chị vui say yên tiệc. Quân đó, nghe chưa? Để cho anh chị vui say. Ngâm đi. Ai là anh? Là chị hoàng huynh, anh đừng nên si mê nàng quá mà sẽ lầm kế tà gian. Châu Lan, hãy mau nghe em truyền quân sĩ đuổi nàng. Quân xảo trá chứ không phải là người vô tội. Em vốn phận qua hèn cỏ dại, được vào nơi kim mã ngọc đường, phải giữ tròn đạo nghĩa can thường, hầu xanh nở lửa hương cho điện hạ. Em thấy không? Nên tôi nào dám đâu đèo dõi cao, bởi ai thương phận hồng khi lòng ân, lý nào kề khó khăn đôi ân tình. Nếu cô không thuận lòng, giờ em cáo lui à. Nàng đừng bỏ đi, khiến ta nhớ hoàng huynh. Ở đây trong giả buồn hiểu lầm nhau, bóng cùng xin chớ che em luôn bên cha. Ước mong duyên nợ mình bền thắm. Vì nhan sắc thân bại anh hùng bởi mỹ nhân, ngày xưa bao nhiêu kẻ thiệt thân, xin nghe mũi phân trần sao trước. Thương Dương đành mất ngồi vì mỹ nhân, bởi tô nương long hành ngài chàng sang, lý nào quân văn thông. Mm-hmm.
tức lòng mình em trắng còn xanh hoàng quân đi ra không cần chớ lắm lời khuyên hoàng quân về đi phần số đã đành rồi em xin từ tạ lui chân vậy. Châu Lan ơi, tại vì tiếp thương Châu Lan cho nên tiếp mới nhường nhịn đó nha không. Chứ gái nhà quê cũng đủ đầy võ nghệ kiếm cung vậy chứ bộ. Gái ở dưới quê mà cũng có võ nữa chứ sao, phải có võ chứ. Mỹ nhân ơi, mà nàng ở dưới quê thường dùng binh khí nào? Dạ em thường dùng kiếm. Dùng kiếm à? Dạ. Hay không? Cũng thường thôi à. Thôi được, nàng nếu mà nàng sơ sót anh đây ký lại. Dạ. Quân đâu? Dạ. Sông kiếm. Phải. Như vậy là chúng bay đã tới số rồi. Hãy xem tài sức cháu càng.